sinh được ba hoàng tử. Hai vị hoàng tử đầu có tướng mạo vạm vỡ, khỏe mạnh. Còn hoàng tử thứ ba thì ít nói, lại gầy gò ốm yếu, nên thường bị các anh gọi là ngốc. Ê ngốc, hôm nay chúng ta đi săn hoảng rừng đấy. Chú có biết con hoảng trông như thế nào không? Săn hoảng sao? Khổ thân, không biết con hoảng nào sẽ phải bỏ mạng đây. Xem tình ngốc kia thương cho con hoảng kìa, đúng là ngốc. Mình phải đi theo xem có ngăn họ làm hại đến bọn hoảng không mới được. Không biết họ đi hướng nào nhỉ? Chuyện gì ở đằng kia ấy? Con cóc thối này tự dưng rơi vào trúng người ta, thật bẩn thỉu, nhơ nhớp. Ném nó vào phiến đá kia cho tan xác đi. Hai anh xin chớ làm vậy. Chắc là chẳng may mà con cóc rơi phải người anh thôi. Xin hãy tha cho nó đi mà. Lại là tên ngốc này nữa. Người đến đây làm gì? Xin anh hãy thả con cóc kia đi đã. Nói với hắn thật phí lời. Thật may ta đỡ được mi rồi. Phụ hoàng từng nói với ta, phạt rừng phía đông không có loài hoảng sinh sống. Chắc chắn các anh sẽ chẳng săn được hoảng đâu. Ta có thể yên tâm trở về rồi. Thời gian thấm thoát, khi vua cha tuổi đã già, sức đã yếu, ông biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, nên quyết định sẽ nhường ngôi lại cho con. Nhưng nghĩ hoài, ông không biết sẽ chọn ai trong ba vị hoàng tử. Hơn ai hết, đức vua hiểu được bản tính của ba vị hoàng tử. Thưa đức vua, người cứ trăn trở như vậy chỉ bằng để cho các hoàng tử cùng nhau so tài. Được, ta sẽ để các hoàng tử so tài cao thấp một phen xem sao. Các con hãy đi tìm cho ta tấm thảm mịn nhất, đẹp nhất về đây. Ai tìm được tấm thảm đẹp nhất sẽ là vua sau khi ta khuất núi. Vâng, thưa phụ hoàng. Nào, đưa cho ta. Dạ thưa đức vua, đây là ba chiếc lông chim thần điểu, linh vật huyền thoại của vương quốc ta ạ. Để cho công bằng, giờ ta sẽ tung ba chiếc lông thần điểu này định đoạt. Chiếc lông màu trắng bay về hướng nào thì hoàng tử cả đi về hướng đó. Tương tự, chiếc màu đen là của hoàng tử Thứ và màu xám là của hoàng tử Úc. Sau khi nhà vua dứt lời, ba chiếc lông chim được tung lên. Và khi rơi xuống, chiếc lông chim màu trắng của hoàng tử cả chỉ về hướng đông, hoàng tử Thứ chỉ về hướng tây. Còn chiếc màu xám của hoàng tử Úc thì chỉ lượn vài vòng rồi rơi xuống đất chỉ về phía khu rừng. Chú Út thôi ở nhà cho yên phận. Ồ, có phải chú cóc nhỏ hôm trước kia không nhỉ? Xin hoàng tử hãy theo tôi. Hả? Trời ơi, mình có nghe lầm không? Một con cóc biết nói ư? Hôm trước ta gặp nạn trong rừng, thật may có hoàng tử cứu giúp kịp thời. Nay ta sẽ giúp hoàng tử thực hiện yêu cầu của đức vua, coi như để báo đáp ơn cứu mạng đó. Mì biết ta đang cần giúp gì ư? Đúng vậy, ta sẽ giúp cậu trở thành vua, vì cậu là người xứng đáng. Xem kìa, có rất nhiều tấm thảm ở đó, cậu có thể chọn một tấm mà cậu thấy đẹp nhất. Nhờ chú cóc giúp đỡ, hoàng tử Úc cuối cùng cũng đã chọn được tấm thảm ưng ý nhất. Và thật không ngờ, đó chính là tấm thảm thần có thể bay được. Hai vị hoàng tử đầu thì cho rằng cậu em Úc khờ khạo chỉ ở cung sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nên cả hai đã mang theo rất nhiều vàng bạc đi theo hai hướng đông tây để mua về những tấm thảm đắt tiền nhất. Hai vị hoàng tử đều nghĩ rằng tấm thảm của mình vậy là đẹp nhất. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tấm thảm của hoàng tử Úc thì tất cả đều ngỡ ngàng. Thưa phụ vương, tấm thảm kỳ diệu này có thể bay. Con thiết nghĩ khi phụ vương già yếu hơn sẽ khó khăn lúc đi lại, nên tấm thảm này con muốn dâng tặng người ạ. Tấm thảm bay? Giỏi lắm, đây đúng là tấm thảm vừa đẹp vừa quý nhất. Ta lại còn thấy được tấm lòng thơm thảo của con. Đúng như yêu cầu thì người có tấm thảm đẹp nhất sẽ được kế vị ngai vàng. Không thể được, không thể để thằng ngốc làm vua được. Một tấm thảm thì nói lên điều gì chứ? Quả là con từ nhỏ sức khỏe không được bằng hai anh lớn, tính tình có phần trầm tư, ít nói. Nhưng con có điểm mạnh là thận trọng, làm việc gì cũng rất tâm huyết và kỹ càng. Cứ nhìn vào tấm thảm con mang về, ta càng có thể khẳng định điều đó.
Còn hai con thì cũng có điểm yếu là nông nổi, không thật sự hiểu biết cách chu toàn. Được rồi, để cho công bằng nhất, các con hãy nghe thật kỹ yêu cầu cuối cùng của ta. Các con hãy đi chọn cho mình một người để làm vợ. Ai chọn được người xứng đáng nhất làm vợ thì người đó nhất định sẽ là vua tương lai của vương quốc này. Hãy ra cổng thành để ba chiếc lông thần điểu quyết định phương hướng. Ta tin ba chiếc lông chim thần điểu nhất định sẽ có phán quyết đúng đắn. Tiếp tục lần nữa, chiếc lông thần điểu của hoàng tử cả bay về phía đông, hoàng tử thứ bay về phía tây, còn của hoàng tử Úc chỉ về phía khu rừng. Tôi phải mang được về một người vợ thật tâm đầu ý hợp với tôi. Ái chà, khó đấy nhỉ, một người hợp với người như cậu ư? Nhưng cũng có thôi. Ta phải làm gì với củ cải này? Cậu hãy nói ra tiêu chí người vợ mà cậu mong muốn, sau đó đặt củ cải này trước một trong số những con cóc kia. Ta cần một người vợ biết cảm thông, chia sẻ với ta những buồn vui cũng như khó khăn trong tương lai, là người hiểu những điều ta trăn trở suy nghĩ và cho ta sức mạnh để vượt qua những thử thách. Nhờ sự báo đáp của con cóc, hoàng tử đã có được người phụ nữ đúng như mình mong muốn. Còn hoàng tử cả, sau khi phi ngựa đi 3 ngày 3 đêm, đã dừng bước khi nghe thấy một giọng hát lạnh lót. Hoàng tử cả đã chọn ngay cô gái vừa xinh đẹp vừa có giọng hát rất hay đó. Còn hoàng tử thứ hai thì say mê cô gái có điệu múa tuyệt đẹp ở ngoài ngôi làng phía tây. Chàng lập tức đưa cô gái ấy về cung làm vợ. Và khi hoàng tử Úc dẫn cô gái của mình trở về, hai hoàng tử lớn là những người ngạc nhiên nhất. Cả hoàng cung ai nấy đều cảm thấy yêu mến vẻ đẹp dịu dàng và đức hạnh của nàng. Kết quả sau 3 lần thử thách đã có, giờ ta muốn nghe lại cách các con thực hiện thử thách đó như thế nào. 3 vị hoàng tử liền kể lại cuộc hành trình sau khi 3 chiếc lông thần điểu được tung lên. Nghe xong câu chuyện, đức vua mỉm cười gật gù, còn hai hoàng tử lớn thì khăng khăng khẳng định. Thưa phụ vương, đúng là hoàng tử Úc gặp may. Chẳng qua nhờ sự giúp đỡ của con cóc nên tên ngốc đó mới chiến thắng như vậy thôi. Hai con mới đúng là ngốc nghếch. Hết lần này đến lần khác, các con đều lựa chọn rất qua loa và cảm tính, không có một chút tâm huyết thật sự nào. Không những thế, các con đều là những người không có lòng nhân ái. Còn hoàng tử Úc đúng là được thần điểu dẫn đường, tuy có may mắn hơn, nhưng trước mỗi quyết định đều có sự cẩn trọng và tận tâm ở đó. Và chẳng phải vì tấm lòng nhân hậu của mình mà hoàng tử Úc mới nhận được sự giúp đỡ hay sao? Quả là ta giao vương quốc này cho con là rất đúng. Sau khi lựa chọn được người kế vị, đức vua không chút chần chừ nhường ngôi báo lại cho hoàng tử Úc. Cũng từ đó, vương quốc ngày càng thịnh vượng hơn. Nàng công chúa ở vương quốc Troy. Ngày xưa, ở vương quốc Troy có 2 nàng công chúa xinh đẹp. Nếu như công chúa cả ngoan ngoãn, hiền thục, thì nàng công chúa Úc Helen lại rất thông minh và cá tính. Nàng chẳng giống bất kỳ nàng công chúa nào từ xưa đến nay cả. Dạ, thưa công chúa Helen, đã đến giờ tiếp nhà vua và hoàng tử nước láng giềng rồi ạ. Mời công chúa đi theo thần ạ. Đây là công chúa Helen, con gái của ta. Helen, con chào đức vua và hoàng tử đi con. Nghe danh công chúa Helen từ lâu, nàng quả là vô cùng xinh đẹp. Thưa vua cha, con thật diễm phúc khi được kết duyên với nàng ạ. Tốt lắm, vậy ta sẽ tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức một lễ cưới linh đình cho hai con. Xin chúc mừng hai con, chắc chắn rằng tình hòa hiếu của hai nước sẽ vì thế mà càng thêm thắt chặt đấy ạ. Thưa vua cha, con không đồng ý hôn sự này. Helen, hoàng tử đây rất xứng đáng với con, sao con lại từ chối hôn sự này? Muôn tâu vua cha, con muốn hạnh phúc của mình phải do chính mình quyết định. Nhưng chúng ta đã đính ước với nhau, hôn sự của hai con đã được vua cha hai bên đồng ý rồi. Thưa vua cha muốn con làm gì cũng được, nhưng xin cha đừng bắt con phải đồng ý với hôn sự này. Cha, chuyện này... Con trai ta tài hoa có tiếng, biết bao tiểu thư công chúa thầm yêu trộm nhớ, không ngờ hôm nay sang đây lại phải chịu nỗi nhục này. Con trai,
theo cha về thôi. Cha sẽ không bao giờ quên nỗi nhục này. Con gái ương bướng, là mất thể diện của ta và triều đình. Người đâu, lôi công chúa ra ngoài. Từ giờ không được sống trong hoàng cung nữa. Hãy tự mình quyết định lấy cuộc sống của mình đi. Cha, cha. Người đâu, y lệnh. Thế là sau hôm đó, Helen ra khỏi kinh thành và phải tự lo cuộc sống của mình. Nàng đi mãi, đi mãi. Sau mấy ngày, người đã mệt lả, bụng thì đói meo. Helen quyết định gõ cửa một ngôi nhà nhỏ ven rừng. Có ai ở nhà không ạ? À? Cứ vào. Cháu chào cụ ạ. À. Chào cháu, cháu muốn gì? Dạ, cháu đi bộ mấy ngày mà chưa có gì vào bụng. Cụ ơi, cụ còn gì ăn được không? Cho cháu xin một ít với ạ. À. Chẳng dâu gì cháu, ta chỉ có một mình sống trong căn nhà nhỏ này. Mấy bữa trước bị ngã, đi lại khó khăn. Bụng ta cũng đói mèo mà đâu có di chuyển được đâu. Thế nhà cháu ở đâu? Sao lại lạc vào trong rừng này? Cháu giờ chẳng có nhà, cháu cũng chẳng biết đi đâu nữa cụ ạ. À. Vậy à, nếu thế không chê nhà tuần toàn thì cứ ở lại đây với ta cho vui, bà cháu nương tựa vào nhau. Dạ, cháu cảm ơn bà ạ. Cháu gái à, trong nhà giờ cũng chẳng còn gì. Cháu hãy cầm mấy đồng tiền cuối cùng này, đi vào trong làng mua sắm gì đó cho hai bà cháu ta nha. Dạ vâng thưa bà, cháu sẽ mau ra chợ và về ngay đây ạ. À. Cháu gái à, cháu đã mua được những gì vậy? Dạ thưa cụ, cháu đã mua được một chiếc guồng để quay tơ, một chiếc khung cửi, ít sợi và một lọ dầu thuốc. Với cái khung cửi và những sợi này, cháu sẽ có thể dệt vải mang ra chợ bán kiếm kế sinh nhai cho hai bà cháu ta. Còn lọ dầu này là để bôi chân cho cụ đấy ạ. Cha cha, cháu gái, cháu không những thông minh lanh lợi mà còn rất biết yêu thương và quan tâm đến người khác nữa chứ. Ta thật may mắn khi có cháu đến nhà. Vậy là hàng ngày, Helen miệt mài dệt vải. Vải của nàng dệt ra mềm mại, ống mượt ai cũng thích. Trong những lúc rảnh rỗi, Helen dùng lọ dầu mới mua xoa bóp chân cho bà cụ. Chẳng mấy chốc, chân cụ già đã khỏi dần. Một thời gian sau, công chúa cũng đã dành dụm được tiền để làm lại ngôi nhà chắc chắn, kiên cố hơn. Dạ thưa nhà vua, những thước vải của công chúa làm ra rất đẹp, khiến ai cũng thích thú tìm mua. Công chúa đang sống rất tốt trong một ngôi nhà mới to đẹp hơn. Người hiếu thảo chăm sóc một cụ già như bà của mình. Trước đây ta cứ nghĩ Helen sẽ phải nhanh chóng quay trở lại kinh thành để cầu xin sự giúp đỡ của ta và xin ta tha thứ. Nhưng không, sắp tới ta đi du ngoạn nước láng giềng. Nhà ngươi hãy đến thông báo với công chúa Helen. Con gái ta muốn tặng quà gì, ta sẽ tặng cho con ta món quà đó, coi như một phần thưởng của ta. Thần xin tuân lệnh. Tại sao vải được dệt từ những sợi tơ thượng hạng nhất mà vẫn chưa được đẹp và mềm mại như ta mong muốn? Thưa công chúa, nhà vua sắp đi du ngoạn, người phái thần đến đây hỏi công chúa muốn tặng quà gì ạ? À? Kiên trì, phải kiên trì. Dạ thưa công chúa, thần xin tuân lệnh ạ. Vậy là những ngày ở vương quốc láng giềng, nhà vua cho người dò hỏi để tìm mua kiên trì cho công chúa Helen, nhưng chẳng có ai bán cả. Nhà vua đành cho người rao khắp các vương quốc nước láng giềng để tìm mua cho bằng được kiên trì. Sự việc đó không ngờ đến tay vị vua trẻ nước láng giềng. Thưa đức vua, có chuyện rồi ạ. Sao? Có chuyện gì vậy? Dạ thưa, vị vua nước láng giềng sang thăm nước ta, nhưng mà lại có hành động xúc phạm đến bệ hạ. Đó là dò hỏi trong nhân gian để mua kiên trì. Hả? Thật kỳ lạ. Tại sao họ có thể biết tên huyết của ta là Ma Sơn, có nghĩa là sự kiên trì? Thần cũng không biết, nhưng họ dám mang tên của bệ hạ ra để rêu rao trước dân chúng ạ. Xin đức vua truyền chỉ cho phép thần truyền tin đến vị vua đó. Một là thu hồi lệnh mua kiên trì, hai là phải quay trở về vương quốc ngay. Đất nước chúng ta không hề muốn có một vị khách như thế. Ngươi có tìm hiểu là tại sao ông ta lại cần mua kiên trì hay không? Dạ, theo thần tìm hiểu thì là ông ta muốn mua về làm quà tặng cho công chúa Úc Helen ạ. Công chúa Helen? Ta đã nghe đến sự thông minh và cá tính của vị công chúa này. Giờ đây, khi nghe đến yêu cầu của nàng, ta lại cảm thấy rất tò mò.
Thưa đức vua, dù với lý do là gì đi nữa, thì việc này cũng ảnh hưởng đến thể diện quốc gia. Chúng ta không thể bỏ qua. Kiên trì xưa nay có tiền cũng đâu có mua được. Chắc chắn có điều gì đặc biệt đằng sau đó rồi. Ta sẽ đích thân tìm hiểu. Không nên vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình hòa hiếu của hai nước. Người hãy ban món quà này trao cho vị vua nước láng giềng và nói đây chính là thứ mà ông đang tìm kiếm. Sao còn chưa đi? Dạ vâng thưa nhà vua. Dạ thưa công chúa, nhà vua gửi món quà về cho người đây ạ. Mặc dù chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng công chúa Helen cũng vui vẻ đón lấy hộp quà mà cha nàng gửi sau chuyến chu du nước ngoài trở về. Ồ, một chiếc gương thật là đẹp. Nàng mới thật là xinh đẹp. Chàng là ai? Ta là vua nước láng giềng. Nhờ có chiếc gương thần này, ta mới có thể tới để gặp nàng được. Helen, ta chính là Kiên Trì đây. Có phải nàng muốn có một món quà mang tên Kiên Trì không? Đó là do một sự hiểu lầm của người hầu cận thôi. Và thế là công chúa đã kể cho vị hoàng tử trẻ nghe được việc hiểu lầm ấy. Cả hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp. Hoàng tử vô cùng ngưỡng mộ nàng công chúa thông minh, lạc quan. Công chúa, ta cảm thấy có mối duyên với nàng. Ta đã cảm mến nàng ngay từ phút đầu gặp mặt. Cho phép ta được lấy nàng làm vợ nhé, công chúa Helen thông minh xinh đẹp. Thế là không lâu sau đó, hôn lễ giữa công chúa Helen và vị vua trẻ nước láng giềng đã diễn ra rất linh đình. Thần dân của cả hai vương quốc nô nức tới dự. Helen, con gái của ta, con nói rất đúng. Chúng ta có thể tự tạo ra tương lai của mình. Và hạnh phúc ngày hôm nay của con chính là do con tự tạo lấy. Ta rất tự hào về con. Cây hoa gai. Trước cửa lâu đài sang trọng của một vị quý tộc nọ, có một vườn hoa đẹp được chăm sóc cẩn thận, trồng đầy những cây hoa lạ. Khách đến chơi với chủ nhân đều hết lời ca ngợi những luống hoa được trồng thật đẹp và chưa thấy ở đâu đẹp đến thế. Sát ngay cạnh vườn hoa, phía bên ngoài hàng rào, người ta thấy có một cây hoa gai to và khỏe, khóm rễ lâu năm mọc tỏa bốn phía. Tuy nhiên, chẳng ai thèm mảy may để ý đến lão, trừ chú lừa già kéo xe cho bà bán sữa. Sao mà lão gai già đẹp thế, ngon thế? Một hôm, vườn hoa được vinh hạnh đón một đoàn khách quý từ thủ đô tới. Trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp từ phương xa đến. Cô là con nhà quý phái, có rất nhiều đất đai rộng lớn và của cải. Cậu nào mà lấy được cô ta, thật là diễm phúc. Bà nói phải à. Theo tục lệ phương Bắc, mỗi cô tiểu thư sẽ cài một đóa hoa vào khuyết áo của một cậu công tử. Cô gái phương xa chọn mãi chưa được bông hoa nào vừa ý. Thế rồi cô đưa tầm mắt đến sau hàng rào, nơi có bụi cây gai đang nở những bông hoa to. Cô mỉm cười nhờ cậu con ông chủ ra hái cho cô một bông hoa. Đó là loài hoa của nước tôi, nó được vẽ trong quốc huy Ecos. Cô gái phương xa cài vào ngực cậu đóa hoa tầm thường đó và cậu cảm thấy vui sướng khác thường. Tất cả các chàng trai khác đều sẵn lòng đổi những bông hoa quý hiếm của mình để lấy bông hoa do chính tay cô gái phương xa tặng. Còn cây hoa gai, lão thấy kiêu hãnh làm sao, như thể ngàn tia nắng mặt trời đang vây quanh sưởi ấm cho một mình lão. Trong vẻ ngoài thì như thế, nhưng mình cũng là một đấng cao quý đấy chứ. Mình vẫn cứ luôn ngờ ngỡ như thế. Nhưng trên đời này không mấy khi người ta được đặt vào đúng chỗ của mình. Chú thấy chưa, đúng ra ta phải ở trong hàng rào chứ không phải ở ngoài như này. Các con xem, chị gái các con đã vượt qua hàng rào và được cài lên khuyết áo một cậu công tử đấy. Đó chính là vinh dự mang tính lịch sử cho loài hoa gai chúng ta. Lão gai ơi, lão biết gì chưa? Cái cậu công tử được cô gái phương xa gắn tặng đóa hoa đã nhận được cả trái tim lẫn lời hứa hôn của cô. Chính ta đã chấp mối cho họ, chính ta đã tạo ra cuộc tình duyên ấy. Chắc chắn người ta sẽ đem ta vào trồng trong vườn. Kể ra ta rất xứng đáng được như vậy. Tất cả các con, những bông hoa của ta, rồi ta sẽ cho các con vào một cái bình sứ. Và mỗi bông có lẽ sẽ trang điểm cho khuyết áo của một cậu công tử. Đó là một vận may hiếm có nhất mà bông hoa gai dám mơ ước.
những hy vọng cao xa đó không được mảy may thực hiện. Không có bình sứ, đến cả bình đất cũng không có. Chẳng có ai hái hoa trong bụi gai để cài vào khuyết áo nữa. Chỉ có đàn ông mật bay đến hút nhụy. Bớ lũ quỷ đầu trộm đuôi cướp, sao mà ta không xiên được cho chúng bay một nhát gai? Cơ sao chúng bay dám cướp đoạt hương thơm của những đóa hoa dành để trang điểm khuyết áo cho các cậu công tử? Dù cho lão có nói hết hơi, tình thế cũng chẳng thay đổi chút nào. Cuối cùng, những bông hoa gai đã phải ngã cái đầu xinh xinh xuống. Chúng phai nhạt, héo tàn đi. Nhưng những bông hoa gai mới lại xuất hiện. Còn ra đời thật là hợp thời, hãy lớn lên thật xinh đẹp, vì sớm thôi chúng ta sẽ vượt qua hàng rào vào bên trong kia. Ôi, các chị sẽ được vào trong hàng rào sao? Thích thật đấy. Các cô các cậu nghe đây, ông tổ của loài hoa gai chúng ta đã vinh hiển được vẽ trên quốc huy xứ Ecos. Chúng ta là một giống loài cao quý. Thường thường người ta là con ông cháu cha mà không biết, ngày nào mà chả thấy chuyện ấy. Này, như tôi đây, tôi tin chắc rằng tôi cũng không phải là loại cây tầm thường. Bác tầm ma nói phải, tôi có thể chắc như đinh đóng cột là nếu người ta thấy bác ở đây sẽ ngay lập tức dùng sợi của bác để dệt nên cái thứ giải mịn may quần áo cho các bà hoàng. Bác thật là hiểu biết, rồi chúng ta sẽ sớm vượt qua hàng rào thôi. Thế nhưng mùa hè qua, rồi mùa thu cũng trôi qua, lá cây gai rụng dần, những bông hoa cũng héo rũ. Quái, họ đã làm lễ cưới 8 ngày rồi mà ta vẫn còn ở đây ư? Chính ta đã làm ra cái đám cưới ấy mà hình như chẳng ai nghĩ đến ta cả. Làm như ta không có trên đời này. Họ bỏ rơi ta. Ta vốn kiêu hãnh nên không thèm bước một bước đi tìm gặp những con người bội bạc ấy. Thời gian cứ trôi qua, cây hoa gai đứng trơ ra đấy với bông hoa duy nhất cuối cùng, giờ trong nó bạc phết như một mặt trời bằng bạc. Một hôm, cặp uyên ương trẻ tuổi nay đã thành vợ chồng, đi dạo chơi trong vườn. Cái cây gai hôm nọ, nhưng mà không còn hoa nữa. Còn chứ, còn một chiếc hoa tàn, nó bạc màu quá rồi, phải nhìn mãi mới nhận ra được. Trông thế mà lại đẹp, chúng mình nên đem nó về và cho thợ khắc nó lên khung tranh của đôi ta. Ý hay đấy, em yêu à. Chàng trai trẻ lại phải vượt qua hàng rào lần nữa để hái chiếc hoa tàn. Cây hoa gai hơi bực mình, lão lấy gai đâm cho anh ta nên thân vì anh đã gọi con gái út của lão là chiếc hoa tàn. Nhưng anh ta cũng chẳng cáo với lão gai già vì người vợ trẻ của anh đã được vừa lòng. Nhớ thật đấy, bông hoa gai màu hồng em đã cài lên khuyết áo anh trong ngày đầu gặp mặt. Nhờ bông hoa gai ấy mà chúng mình mới nên vợ chồng. Mong là chúng mình sẽ ở bên nhau mãi đến khi tóc chúng ta bạc trắng như chiếc hoa tàn này em nhỉ? Dạ. Gió mang cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng trẻ về những bông hoa gai ra ngoài khu vườn, rồi vượt qua cả hàng rào đến tai lão gai già. Trời là thế đây, đứa con gái đầu lòng của ta đã kiếm được chỗ trên một cái khuyết áo, còn con gái út của ta được lên khung thiếp vàng. Còn ta, người ta sẽ cho ta vào đâu nhỉ? Nếu anh muốn được sung sướng mà khỏi rét mướt, xin mời anh vào dạ dày tôi. Hãy lại gần đây, tôi không thể đến gần với anh vì cái dây phải gió này hơi ngắn. Cây hoa gai không thèm trả lời những câu nói thô lỗ ấy. Lão ngày càng già yếu, lão sắp gần đất xa trời rồi. Càng ngày, lão càng trở nên trầm tư mặc tưởng, rồi nghiền đi ngẫm lại mãi cái thân phận thấp kém của mình. Chúng ta đúng là hoang tưởng rồi, cả đời tôi rồi cũng giống bác thôi. Sẽ chết đi mà chẳng bao giờ vượt qua được cái hàng rào này vào khu vườn xinh đẹp kia. Miễn là các con ta được sung sướng, còn ta đây, cha chúng nó, ta cam chịu ở lại ngoài hàng rào, nơi ta sinh trưởng. Thế nào rồi anh cũng được khen thưởng xứng đáng. Liệu khi tôi chết đi, người ta có cho tôi vào một chậu hoa hay một khung tranh không? Người ta sẽ cho lão vào một câu chuyện cổ tích. Mỗi sự tồn tại trên đời này đều có lý do và nhất định sẽ được ghi nhớ. Như cây hoa gai nọ, nó mãi mãi ở ngoài hàng rào, nhưng chẳng phải niềm vui và sức sống của nó đã truyền sang những bông hoa để chúng được cài lên khuyết áo một chàng trai
và khắc lên một khung tranh mỹ miều đấy sao? Còn chính cây gai ấy, nó sẽ được người ta kể mãi từ đời này sang đời khác trong một câu chuyện cổ tích.